Xin mến chào quý vị khán thính giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp và kênh YouTube Chuyện Làng Ngạo thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục đến với tập 99 của bộ truyện Tiên Hiệp Đặc Sắc Độc Bộ Thiên Hạ, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện Khánh Duy. Trong buổi tối ngày hôm nay thì Khánh Duy sẽ đọc gộp 2 tập làm 1. Khánh Duy sẽ đọc 1 tập nhưng mà tập dài. Các bạn hãy để lại 1 like, 1 share để ủng hộ cho Khánh Duy. Khánh Duy xin cảm ơn. Và bây giờ, mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục đến với tập 99 Độc Bộ Thiên Hạ ngay sau đây. Tiếp theo tập trước, lại nói lúc bấy giờ, Già La Minh Tôn vội vàng bắt lấy quan tài, toàn thân khởi động chân nguyên. Hắn bất chấp tất cả, đưa vào trong quan tài, cự mộc hoành không bảo vệ phía trước của hai người, hắn và Diệp Húc. Tiễn khí màu vàng xẹt xẹt bắn mấy tiếng lên bên trên quan tài, làm cho Già La Minh Tôn cả người run rẩy, hai tay vừa chua lại vừa xót, chỉ thấy bên trên lưu lại một vết rách thật sâu. Bất diệt chi bảo do Tây Hoàng luyện chế này va chạm với tiễn khí, liền lập tức bị hao tổn. Tuy nhiên, quan tài này dù sao cũng là bất diệt chi bảo, được xưng là bất diệt, năng lực chữa trị cực kỳ kinh người, vết rách nhanh chóng phục hồi lại như cũ. Diệp Húc nhân cơ hội đi nhanh tới phía trước, chỉ thấy bên trong kim tiễn lại phát ra một đạo tiễn khí bắn thẳng tới. Già La Minh Tôn cố gắng tới khởi quan tài, gắt gao ngăn cản lại, chỉ thấy kim quang chớp động không ngừng. Diệp Húc còn chưa đi được một nửa đường, quan tài đã bị tiễn khí bắn cho vỡ nát, tốc độ chữa trị của linh cữu không theo kịp tốc độ hao tổn. Bất diệt chi bảo này không thể chống lại được kim tiễn của Nghệ Hoàng. Cho dù là kim tiễn bắn ra tiễn khí cũng không phải linh cữu thanh đăng có khả năng phòng ngự được. Lão tử mặc kệ, tiếp tục đỡ nữa, quan tài này sẽ bị kim tiễn bắn vỡ thôi, sửa lại cũng không được nữa rồi. Tiểu tử, chính ngươi đi khiêng đi. Già La Minh Tôn nổi giận, gầm lên một tiếng, thu hồi quan tài, lắc mình trốn vào bên trong. Lại có một đạo kim quang bắn tới, Diệp Húc vội vàng bắt lấy quan tài, xốc cái quan tài này lên để chắn lại. Chỉ thấy tiễn khí màu vàng xẹt một tiếng, bắn thẳng vào bên trong quan tài, biến mất ở bên trong bảo hồn giới linh cữu thanh đăng. Trong quan tài lập tức truyền tới tiếng Già La Minh Tôn kêu lên thảm thiết. Diệp thiếu bảo, đại tôn ta không để ngươi yên đâu. Xẹt 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 xẹt. Từng đạo tiễn khí màu vàng bắn tới, toàn bộ bị Diệp Húc thu vào bên trong quan tài. Trong quan tài lập tức truyền tới thanh âm gà kêu chó sủa. Hiển nhiên Già La Minh Tôn ở trong quan tài cũng không tốt lành gì. Lão sắc ướp, người tự chắn đi. Già La Minh Tôn cả giận nói, Diệp Húc cho dù không có nhìn thấy tình hình bên trong quan tài, cũng có thể đoán được phân nửa là Già La Minh Tôn đem lão thi yêu bên trong linh cữu thanh đăng thả ra để nó đi chặn lại tiễn khí. Lão sắc ướp, lão tử tiêu phí thời gian dài như vậy cũng không có luyện hóa được ngươi, không nghĩ tới ngươi cũng có ngày hôm nay. Thanh âm của Già La Minh Tôn vang lên vui mừng, hiển nhiên là lão thi yêu lục mao kia đã bị tiễn khí bắn chết. Bạch Nam Hiên nhìn xem mà ngây người, thầm nghĩ, Diệp huynh làm như vậy giống như dường như chính xác là không có chút phúc hậu nào vậy. Tuy nhiên đây cũng là bất đắc dĩ, dù sao tu vi của Đại Minh Tôn Vương thâm hậu, có thể cứng rắn kháng lại tiễn khí được, nhưng làm như vậy không giống như một người nhiệt tình vì lợi ích chung có thể làm vậy. Minh Tôn, kỳ thực ngươi không cần thiết phải ở trong quan tài ngày kháng nữa, hoàn toàn có thể chui ra tránh ở phía sau quan tài với ta mà, chỉ cần thu tiễn khí vào bên trong quan tài, vậy trong bảo hồn giới là có thể tạm thời chấn áp được xuống. Diệp Húc cười nói, khốn kiếp, sao ngươi không nói sớm vậy. Già La Minh Tôn hùng hùng hổ hổ bay ra khỏi linh cữu, cùng Diệp Húc đẩy cái quan tài này lên, chỉ thấy quan tài to lớn hành không, hình thể càng lúc càng lớn, không ngừng thu tiễn khí vào bên trong, áp lực lên hai người lập tức liền giảm đi rất nhiều. Bạch Nam Hiên thấy thế thì cũng nhẹ nhàng thở ra cười nói, Diệp huynh quả nhiên phúc hậu, đây mới là Diệp Húc Diệp thiếu bảo mà tao quen biết chứ. Già La Minh Tôn nghe vậy dùng mình một cái, quay đầu nhìn hắn vài cái bằng ánh mắt khinh thường. Có Già La Minh Tôn ở đây, Diệp Húc có thể chống lại được kim tiễn tản mát ra khí tức cấm bảo. Kỳ thực lấy thực lực của hắn còn không thể khiêng linh cữu thanh đăng đi được, chủ yếu vẫn là do Già La Minh Tôn ra tay. Sau một lúc lâu, hắn và Già La Minh Tôn rốt cuộc cũng đi tới được phía trước kim tiễn này. Diệp Húc thở dài một hơi, tuy rằng kim tiễn chỉ là cấm bảo không trọn vẹn, nhưng vẫn làm cho hắn trong lòng mừng thầm không ngớt. Già La Minh Tôn đã thò đầu ra đánh giá kim tiễn này,
chỉ thấy Kim Tiễn dường như tiêu hao sạch tất cả năng lượng, yên lặng xuống dưới, lâm vào ngủ say. Giả Lam Minh Tôn ánh mắt rực đỏ, liếm liếm miệng, cười ha hả mà nói: "Tiểu tử, chỉ sợ tiễn này rất mạnh, ngươi còn lấy không được đâu, không bằng để cho đại tôn giúp ngươi một phen. Tuy nhiên, lão tử thu nó, chỉ bằng để ta dùng một thời gian trước vậy." Minh Tôn vất vả rồi, loại việc nhỏ này làm sao có thể để cho Minh Tôn vất vả được đây? Vẫn là để ta tự tiểu đệ tớ lấy đi thôi. Diệp Húc hít vào một hơi thật dài, phía sau đột nhiên hiện ra 12 nguyên thai, 12 nguyên thần, hắn vận đại nhật thuần dương vô cực kinh, chỉ thấy những nguyên thai phía sau hợp lẫn với nhau, 12 nguyên thần dung hợp lại khiến cho khí thế của hắn tăng trưởng mạnh mẽ, so với trước đây càng mạnh mẽ hơn. Dầm! Tất cả nguyên thai nguyên thần phía sau hắn biến mất, thay vào đó là một vòng mặt trời chói chang sáng rực rỡ. Bên trong vòng mặt trời chói chang này thậm chí chuyển tới dẫn lực vô cùng mạnh mẽ, dường như muốn cắn nuốt hết thảy, làm cho tất cả mọi người, mọi vật đều bị cắn nuốt vào bên trong nguyên thai. Vòng mặt trời chói chang này giống như đang dưỡng dục sinh mệnh, mỗi lần chấn động là một lần truyền ra lực lượng mạnh mẽ vô cùng. Thái Dương Thần Cung, Hạo Thiên Đại Nhật Chân Kinh. Già La Minh Tôn trong lòng khiếp sợ, không ngừng thất thanh mà nói: Thái Dương Thần Cung, Hạo Thiên Đại Nhật Chân Kinh cực kỳ dũng mãnh bá đạo, đồng thời cũng cực kỳ bắt mắt. Chỉ cần nhìn qua tâm pháp này, bất kể là người nào cũng không thể quên được. Già La Minh Tôn từng ở trong hàng cổ ma vực gặp qua cường giả Thái Dương Thần Cung, bởi vậy hắn liếc mắt một cái là nhận ra được tâm pháp vận chuyển của Diệp Húc tuyệt đối là bí mật bất truyền của Thái Dương Thần Cung. Gì là thiên địa tháp thế? Diệp Húc khẽ quát một tiếng, một tòa bảo tháp 9 tầng phóng lên trên cao, gắn vào đỉnh đầu của hắn. Nguyên thần, nguyên thai của hắn lập tức nhảy vào bên trong tháp. Bảo tháp lập tức kích phát ra uy năng, từng đạo ánh sáng mờ lưu chuyển hạ xuống bên dưới, quanh quanh thân thể của hắn. Từng đạo ánh sáng mờ chứa năng lượng khủng bố hơn sao nguyên thần chi bảo, kích thích hư không bảo vệ thân hình của hắn. Già La Minh Tôn bất chấp giật mình, chỉ thấy Diệp Húc chuẩn bị thỏa đáng, phòng ngự chu đáo chặt chẽ, lúc này mới thò tay ra hướng tới kim tiễn mà chộp. U Thiên Thần Vương, Đồ Ách Cấn, thu. Kim tiễn như trụ cần mấy người mới có thể ôm hết, tuy nhiên Diệp Húc thi triển ra U Thiên Thần Vương Đồ Ách Cấn, dễ dàng thu kim tiễn này vào bên trong U Thiên Thần Giới giữa lòng bàn tay. Diệp Húc lao nao tạm thời dừng lại. Già La Minh Tôn cười lạnh nói: Thế nào, kim tiễn này nặng tới đáng sợ hay sao? Lấy thực lực của ngươi xa xa không đủ để rút nó ra được, chỉ có đại tôn ta mới có khả năng rút cái này ra khỏi thôi. Hắn còn chưa dứt lời, chỉ nghe thấy Diệp Húc nhẹ nhàng vừa động rút kim tiễn này lên, chỉ thấy kim tiễn ngày càng nhỏ rơi vào lòng bàn tay của hắn, giống như một mũi tên bình thường vậy. Chỉ có điều kim quang chói mắt, vừa nhìn thấy đã biết không phải là phàm vật. Kim tiễn rơi vào trong tay Diệp Húc không khỏi nhíu mày. Lúc này kim tiễn không có nặng nề như trong tưởng tượng của hắn, ngược lại nó nhẹ nhàng như không có gì, cầm trong tay cũng không cảm giác có chút sức nặng nào cả. Minh Tôn, cái tiễn này thật nhẹ, có phải là giả không vậy? Diệp Húc đưa lên đưa xuống kim tiễn, buồn bực mà nói. Già La Minh Tôn cũng khó hiểu vô cùng, vào đầu nói: Khả năng là giả đi, lão tử cũng không hiểu, làm gì có chuyện dễ dàng thu đi một kiện cấm bảo không trọn vẹn như vậy, dường như quá mức đơn giản một chút rồi. Lão tử ở cùng với ngươi khẳng định không phải chuyện tốt gì, không tới lúc khẩn cấp không cần gọi ta. Hắn thẳng người nhảy vào trong linh cữu. Diệp Húc sắc mặt khẽ biến, vội vàng nói: Minh Tôn, khoan đã nào. Già La Minh Tôn vội vàng nhảy vào trong quan tài, khép lại quan tài, cả giận mà nói: Ta đã nói rồi, không phải việc khẩn cấp à. Trong linh cữu truyền tới tiếng kêu thảm thiết, long trời lở đất, thê lương vô cùng. Lúc này Diệp Húc cũng thu hồi lại kim tiễn, khí tức cấm ảo tiêu tán. Bạch Tam Hiên nơm nớp lo sợ đi lên nhìn quan tài một cái, nhỏ giọng mà nói: Minh Tôn, hắn làm sao vậy? Diệp Húc lắc đầu cười khổ nói: Ta định bảo hắn trong bảo hồn giới linh cữu chấn áp tiến khí, bảo hắn cẩn thận một chút, không nghĩ tới hắn lại nóng vội như vậy. Sao ngươi không nói sớm? Già La Minh Tôn nổi giận đùng đùng từ trong quan tài nhảy ra, thân hình bị vô số tiến khí bắn phá như cái sàng, có thể nói là chật vật không thể chịu nổi. Thân thể Minh Tôn thật dũng mãnh, bị tiễn khí bắn thành như vậy, thật không ngờ là không chết đi. Bạch Nam Hiên vẻ mặt hâm mộ tán thưởng mà nói: Đó là tất nhiên rồi, đại tôn ta thân hình này trải qua thiên chi bách luyện, hấp thụ u minh ma khí, cho dù là cấm chế của bản hoàng, làm cho lão tử mệt nhọc mấy trăm năm cũng không thể luyện hóa được ta kìa. Già La Minh Tôn đắc ý giặt rào, hồn nhiên quên chuyện không vui vừa rồi nói: Trong quan tài này đều là kim sắc tiễn khí,
lão tử tạm thời không thể trốn được. Ta cần phải luyện hóa hết thảy những tiên khí này. Minh Tôn, nếu ngươi luyện hóa những tiên khí này mới là phung phí của trời kìa. Diệp Phúc mỉm cười nói, lưu lại cho ta, ta sẽ có trọng dụng. Già La Minh Tôn mắt trợn ngược, tiểu tử, ngươi lại có âm mưu quỷ kế gì vậy? Minh Tôn, trong lòng của ngươi, tiểu đệ là xấu xa như vậy hay sao? Còn hơn cả xấu xa kìa. Già La Minh Tôn khẳng định gật đầu, rất trịnh trọng mà nói. Diệp Húc không thèm để ý, thúc giục thử kim tiễn, nhưng không cách nào thôi phát được uy năng của kim tiễn này, không khỏi buồn bực, tiện tay đưa kim tiễn cho Bạch Nam Hiên nói, Bạch huynh, thử xem sao. Bạch Nam Hiên tiếp nhận kim tiễn này, thúc giục yêu nguyên của mình cũng không thể xúc phát được uy năng của kim tiễn. Hắn nghi hoặc nói, chẳng lẽ năng lượng của kim tiễn này hao hết rồi sao? Hay là đã lâm vào ngủ say rồi vậy? Loại đồ vật như cấm bảo, hai tiểu mao tử các ngươi có khả năng thúc giục hay sao? Già La Minh Tôn một tay đoạt lấy kim tiễn, cười lạnh mà nói, chỉ có cường giả tam bất triệt cảnh tu vi tâm hậu như bản tôn mới có thể thúc giục được cấm bảo. Hắn cố gắng một lúc lâu, gấp tới độ đỏ mặt tía tai, cũng không thể kích phát được uy năng của kim tiễn, tiện tay ném kim tiễn lại cho Diệp Húc, hừ lạnh mà nói, lão đệ, kim tiễn này của ngươi hơn phân nửa là bị hỏng rồi, hoặc là một kiện cấm bảo giả. Chúng ta cố gắng một lúc lâu như vậy, không ngờ tới được món đồ này, không đáng giá tí nào nha. Bạch Nam Hiên cười nói, Minh Tôn nói không sai, kim tiễn này đặt trong này không biết bao lâu rồi, hạ gia chiếm lĩnh Bắc Hải bí cảnh cũng không phải một thời gian ngắn, vì sao hạ gia thủy chung vẫn không thu lại kim tiễn này vậy? Hơn phân nửa bọn họ đã tới nơi này, phát hiện ra uy năng của kim tiễn cũng không có lợi hại như trong tưởng tượng của bọn họ, chỉ là một vũ bảo tốt mã mà thôi, bởi vậy mới không để ý tới cái này. Bạch huynh nói cũng có lý. Diệp Húc thở dài, thu kim tiễn vào bên trong ngọc lâu, trong lòng có chút buồn bực. Kim tiễn này lúc trước tàn mát ra uy năng, ngay cả Già La Minh Tôn cũng phải kiêng kỵ vạn phần, bức cho bọn họ không thể không dùng linh kiếu thanh đăng chống cự lại. Thậm chí ngay cả linh kiếu thanh đăng, cái bất diệt chi bảo này cũng suýt chút nữa bị tiễn khí phá hủy. Theo lý mà nói, kim tiễn hẳn là một bộ kiện của cấm bảo, tuy nhiên vì sao lại không thể phát huy ra được uy năng đây? Hắn để việc này ra sau đầu, lập tức tế khởi Di La Thiên Địa Tháp, làm cho tất cả thuần dương khí chung quanh đây thành hư không. Sơn cốc nhỏ này thuần dương linh khí rất nhiều, linh khí thậm chí ngưng tụ thành hồ nước, cũng đủ cho hắn luyện tới cảnh giới rất cao, thoát thai thuần dương. Sau khi thuần dương linh khí trong cốc bị hắn rút sạch, ba người lúc này rời khỏi đây. Diệp Phúc quay đầu lại nhìn phiến dãy núi này, không khỏi nao nao, thất thanh cười nói, Minh Tôn, Bạch huynh, các ngươi xem đỉnh núi này giống cái gì nào? Bạch Nam Hiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đám núi lồng lộng, trời mênh mông một mảnh, những dãy núi này liên tiếp cùng một chỗ, trong đó một tòa núi lớn cao tới mấy vạn trượng, từ xa nhìn lại giống như một cái bao lớn, hoặc như một xác rùa, mà thung lũng bọn họ vừa rời khỏi kia giống như một cái đầu lớn, hoặc là ở giữa một cái đầu lớn liên kết với xác rùa, có thể là một cái đầu rùa lớn vậy. Bạch Nam Hiên buồn cười cười nói, giống như một cái đầu ô quy vậy, thú vị. Diệp huynh, Minh Tôn, các ngươi thử nói xem có khả năng đây là thi thể của viễn cổ cự bồ thú bá hại không đây? Lão Bạch, ngươi cũng không có kiến thức à? Hàng cổ ma vực ta hùng sơn trùng điệp, không thể đếm nổi, hình dạng thì thiên kỳ bách quái. Đợi khi có thời gian rồi, đại tôn ta mang các ngươi đi kiến thức một phen. Già La Minh Tôn thúc giục nói, đi mau, ta có thể cảm giác được trong mảnh vỡ thái hoàng thiên này có vô số bảo vật đang chờ đợi đại tôn ta sùng hạnh kìa. Chúng nó đang giang hai tay chờ đón đại tôn ta kìa. Diệp Húc cười nói, Minh Tôn, lấy thực lực của ngươi còn cần vũ bảo gì chứ? Những bảo bối nhi này vẫn là thuộc về tiểu đệ thì tốt hơn. Già La Minh Tôn không chút xấu hổ mà nói, có thể một kiện bảo bối càng phát huy được thực lực của lão tử hơn, rơi vào trong tay của ngươi chỉ không thể sử dụng được thôi kìa. Ba người vừa mới rời đi, chỉ thấy bên trong tầng mây đột nhiên một kiện đại đỉnh thật lớn rơi xuống, thẳng xuống bên trong thung lũng. Rất nhiều cao thủ hạ gia từ trong đỉnh lao ra, tuần tra chung quanh thung lũng này. Lục soát, tịch thu hết thảy cho ta, nhất định phải tìm được bá hạ lão tổ. Lão tổ tông bá hạ của đại hạ ta chính là sinh linh được hình thành từ ý chí bất tử của hoàng triều ta, mạnh mẽ đến vô cùng, có thể so với vua hoàng. Cái tên phản nghịch nghệ hoàng kia không thể bắn giết được ý chí bất tử của đại hạ hoàng triều, chỉ có thể bắn xuyên qua đầu bá hạ lão tổ, chấn áp ý chí của lão tổ bên trong kim tiễn. Chỉ cần hủy diệt đi kim tiễn, bá hạ lão tổ sẽ sống lại.
có lão nhân gia ở tại thế, tất cả có thể kéo dài đại vận của đại hạ quốc ta, tái hiện lại huy hoàng của đại hạ hoàng triều xưa kia. 500 năm trước, Bắc Hải bí cảnh mở ra, chúng ta vừa mới tìm được kim tiễn này, còn chưa kịp thu đi thì bí cảnh đã đóng lại, hiện giờ phải tìm được cái tiễn chết tiệt kia giải cứu ba hạ lão tổ. Mọi người của Hạ gia rốt cuộc cũng tìm được đảo nhỏ kia, ngơ ngác nhìn cái hố của kim tiễn khi bị rút ra. Một lão già Hạ gia sắc mặt xanh mét, nâng tay chụp vỡ tấm bia đá mà Nghệ Hoàng lưu lại, lạnh giọng mà nói: "Chúng ta tới chậm một bước rồi, kim tiễn của Nghệ Hoàng đã bị người thu đi mất rồi. Đến tận cùng là ai? Là ai làm đây?" Sắc mặt mọi người Hạ gia cực kỳ khó coi, trong lòng không khỏi dâng lên ý niệm không ổn ở trong đầu. Âm mưu, đây nhất định là âm mưu nhằm vào Hạ gia Trung Châu chúng ta rồi. Nghệ Hoàng kim tiễn đối với Trung Châu Hạ gia mà nói có ý nghĩa phi phàm. Trước kia Hạ gia cường giả sưu tầm tung tích mảnh vỡ Thái Hoàng Thiên là chỉ muốn tìm kiếm Thiên Địa Dương Tam Đỉnh, nhưng lần trước bí cảnh mở ra, trong lúc vô ý bọn họ lại phát hiện ra kim tiễn của Nghệ Hoàng lưu lại cùng với tấm bia đá bên cạnh. Chỉ có điều lúc ấy bọn họ vì sưu tầm Thiên Địa Dương Ba Đỉnh hao phí rất nhiều thời gian, đúng là cũng không rõ bí mật bên trong kim tiễn lắm, bởi vậy cũng không quá coi trọng. Lúc bí cảnh sắp đóng cửa, không rảnh thu đi kim tiễn, bọn họ sau khi rời khỏi Bắc Hải bí cảnh trở lại Trung Châu, bẩm báo cho Hạ gia gia chủ. Vị gia chủ kia sắc mặt kịch biến, suy đoán ra ý chí bất tử của đại hạ hoàng triều, ngưng tụ thành sinh linh, bá hạ lão tổ. Hơn phân nửa là đã bị Nghệ Hoàng phong ấn bên trong kim tiễn, cho nên mới hạ lệnh, việc này là bí mật trung tâm của Hạ gia, nghiêm cấm ngoại truyền. Khi 500 năm trôi qua, Hạ gia gia chủ trước kia đã mất, đại gia chủ hiện tại cùng với nhiều cao thủ cao tầng Hạ gia đúng là cực kỳ coi trọng kim tiễn này, bởi vậy mới lệnh cho nhiều cường giả trong tộc mang theo thiên đỉnh đi sưu tầm Bắc Hải bí cảnh, tìm kiếm kim tiễn, giải cứu bá hạ lão tổ ra. Chỉ cần có thể giải cứu được bá hạ lão tổ ra, Hạ gia đương nhiên tương đương với việc có một vị vô hoàng trấn thủ, hoàn toàn có thể quét ngang thiên hạ, xây dựng lại đại hạ hoàng triều, khôi phục thịnh thế năm đấy. Bởi vậy, khi Hạ gia cường giả tới đây, nhìn thấy kim tiễn bị rút đi, mất tăm mất tích, lập tức ý thức được đây là một hồi âm mưu chuyên nhằm vào Hạ gia, âm mưu khiến cho Hạ gia không thể đông sơn tái khởi. 500 năm đủ để có thể moi ra được bí mật nhất, biến thành một chuyện mà người qua đường cũng biết được. Một trưởng giả Hạ gia bi ai nói: "Khẳng định là có môn phái khác hoặc thế lực khác an bài gian tế trong Hạ gia ta, biết được chuyện của bá hạ lão tổ, bởi vậy mới tới trước chúng ta một bước thu hồi kim tiễn này đi. Chỉ có điều là do môn phái nào gây nên. 500 năm qua đi, Ma Đạo Tam Cung, Nguyên Thủy Ma Tông, Hoàng Tuyền Ma Tông, tất cả môn phái đều cắm nhân sự trong Hạ gia ta, ý đồ cướp lấy 6 đại đỉnh còn lại của Hạ gia. Tuy nhiên đều bị Hạ gia cấm bảo của ta đánh chết cả. Người này nhất định âm hiểm tới đáng sợ, tâm cơ vô cùng thâm trầm, giả hoạt như xà lăng, nhằm vào Trung Châu Hạ gia chỉ sợ là loại khó đối phó nhất rồi. Việc này không phải là đường hoàng, đợi điều tra ra được là ai, lấy thực lực toàn tộc chém giết người này, đoạt lại kim tiễn." Hạ gia trưởng giả nói: "Hạ gia Kiều Đỉnh đã yên lặng vạn năm rồi, cho dù không tiếc khai chiến với 1-2 thánh địa cũng phải đoạt lại kim tiễn kia." Mà lúc này ba người Diệp Phúc đi ra ngàn dặm, dần dần đi vào sâu bên trong Bắc Hải bí cảnh. Mảnh vỡ Thái Hoàng Thiên này 500 năm mới có vết chân người tới. Đây là nơi các cự thú sinh sôi, của cải bên trong quả thực nhiều không thể tưởng tượng, khắp nơi đều là tài nguyên kinh người. "Hiện tại ta đã biết vì sao sư tôn cho ta tới Bắc Hải bí cảnh rồi." Diệp Phúc và mọi người tới được một ngọn núi lửa, Bạch Nam Hiên nhìn vào trong miệng núi lửa không khỏi cảm thán nói: "Chỉ thấy trong miệng núi lửa từng đạo hỏa sát khí như cự long đỏ thẫm du động bên trong lòng núi, ngẫu nhiên còn có một vài đạo sơn sát xuất hiện. Sơn sát khí này hình thể như núi, cực kỳ nặng nề. Cẩn thận đánh giá, sát khí giống như được cấu thành bằng những ngọn núi lửa, vô số sơn sát phập phồng nằm sấp bên trong. Đây là núi lửa ở thiên giới, các địa phương khác rất khó tìm hỏa sát khí, sơn sát khí, nhưng trong núi lửa ở thiên giới lại có ở khắp nơi, thậm chí có cả viễn cổ cự thú lấy sát khí làm thức ăn. Bọn họ một đường đi tới, không chỉ phát hiện ra hỏa sơn sát, thậm chí trong một con sông lớn liền có thủy sát, trong một đạo lôi điện có lôi sát, trong một cỗ cuồng phong có phong sát." Diệp Phúc cũng khỏi cảm thán hàng nghìn, hàng vạn. Hiện giờ hắn mới hiểu được dụng tâm của Ứng Tông Đạo. Ứng Tông Đạo sở dĩ đem Bắc Hải bí cảnh là trạm thứ nhất trên Ngọc Phù, chỉ sợ đã biết Bắc Hải bí cảnh sẽ mở,
Diệp Phúc hơn phân nửa có thể tìm kiếm đủ sát khí bên trong để tẩy lễ nguyên thang nguyên thần. Đáng tiếc, ứng sư huynh lại không dự đoán được. Hiện giờ ta tu luyện đại nhật thuần dương vô cực kinh, không cần dùng sát khí tẩy lễ cũng có thể tu thành nguyên thần nguyên thai, thuần dương no đủ. Hiện tại ta không cần sát khí mà là cần thuần dương linh khí. Tuy nhiên, ý tốt của hắn ta vẫn tâm lĩnh vậy. Tuy rằng Diệp Phúc hiện giờ không cần sát khí, nhưng mấy khi gặp được sát khí như vậy đây, hắn vẫn là góp nhặt không ít. Hắn dùng không tới không có nghĩa là người khác không dùng tới. Hiện giờ hắn không phải người cô đơn, phía sau có cả một đám người đang há mồm chờ cơm ăn. Tương lai hắn cũng phải như thu Chu Thế Văn, Phương Thần làm đồ đệ. Sát khí này coi như là hậu lễ hắn tặng cho người một nhà đi. Diệp Phúc lấy ngọc phù ra, ý niệm tìm hiểu, chỉ thấy địa đồ thế giới bên trong ngọc phù rậm rạp ghi rõ không biết bao nhiêu bí cảnh hàng trăm, trong lòng không khỏi hoảng sợ. Nếu là bí cảnh khác, giàu có như Bắc Hải bí cảnh thì thật đúng là một bút của cải không thể tưởng tượng được. Ứng sư huynh, đối với việc ta tu luyện được thuần dương no đủ hay không vẫn là cực kỳ để bụng, thật không ngờ chỉ ra nhiều bí cảnh như vậy. Diệp Phúc trong lòng cảm động, đồng thời cũng khó hiểu không ngừng. Những bí cảnh này hiển nhiên có không ít là ứng tông đạo đã thăm dò qua. Có thể nghĩ vì tông chủ Hoàng Tuyền Ma Tông này, quỹ đen của hắn chỉ sợ còn giàu có hơn một bí cảnh. Khi nào có thể nhìn một chút quỹ đen của ứng sư huynh đây? Nghe nói ứng sư huynh năm đó có tính xấu vô cùng, bị người đuổi giết. Chẳng lẽ lúc đó hắn du lịch chung quanh thăm dò các bí cảnh này hay sao? May mắn thanh danh của ta không giống như của ứng sư huynh, tuy nhiên cũng không kém quá xa. Ngoại trừ những sát khí này, Diệp Phúc còn thu được không ít tài liệu tốt. Nơi này ngày xưa là thiên giới, mảnh vỡ Thái Hoàng Thiên, trong đó tài liệu chất lượng cao rất nhiều, cũng là thường nhân khó có thể tưởng tượng. Trong một gốc cây cổ thụ có thể dưỡng dục ra một khối mộc tinh chi khí, một khối quáng thạch khả năng có dấu kim tinh khí là rất cao. Nếu ở bên ngoài, ở vũ hoang thế giới, quả thực là chuyện không thể tưởng tượng. Ví dụ như kim tinh đồng tử của Diệp Húc lúc trước đã đưa tới không biết bao nhiêu cao thủ đuổi giết, mà trong Bắc Hải biết cảnh này kim tinh khí cũng không tính là hiếm có. Hắn đi vào Bắc Hải biết cảnh có mấy ngày ngắn ngủi, cướp đoạt tới tài liệu vượt qua tổng số tài liệu từ trước tới nay. Nếu có đủ đại chu thiên tinh đấu trận đồ, Di La Thiên địa tháp của hắn có thể nâng cao được mấy tầng. Không chỉ có như thế, thuần dương linh khí trong Thái Hoàng Thiên cũng không ít. Cho dù nó không phải là thuần dương linh mạch đầy đủ, nhưng Diệp Húc tìm kiếm số lượng thuần dương linh khí cũng rất khổng lồ, cũng đủ cho hắn tu luyện trong thời gian dài. Hắn cho dù là đi lại liên tục nhưng cũng không ngừng tu luyện, vận chuyển đại nhật thuần dương vô cực kinh, hấp thu thuần dương linh khí, thoát thai đổi nguyên, làm cho nguyên thần nguyên thai của mình được khu trừ hết tạp chất, chuyển hóa thành thuần dương khí. Oanh một tiếng, Diệp Húc sau khi tích tụ đã lâu, thuận lợi đột phá thành tự thân dương nhị phẩm. Một đạo thuần dương khí trụ lập tức phóng lên cao, dựng thẳng nghìn trượng, oanh kích hư không. Đây là khi hắn đột phá, khí cơ của bản thân nổi lên, dũng mãnh tới cực hạn, không tự chủ được mà phát ra. Thuần dương khí trụ này cuồn cuộn không ngừng lớn mạnh, so với tam dương cảnh thân dương kỳ vô sĩ càng thêm thô to hơn nhiều. Thậm chí, ngay cả cường giả dương thần kỳ tản mắt ra khí trụ thuần dương cũng còn xa mới theo kịp hắn. Ầm vang một tiếng, trên đỉnh đầu Diệp Húc hư không đột nhiên dao động không ngừng, vô số lôi điện, từng mảnh kiếp vân nhanh chóng hiện lên. Đây là vạn kiếp vô lượng tâm kinh của hắn đột phá, làm thiên kiếp giáng lâm. Già La Minh Tôn sắc mặt khẽ biến, thất thanh mà nói: "Không xong, lão đệ ngươi hiện giờ không ở vô hoang thế giới mà là ở Thái Hoàng Thiên, ngàn vạn lần không được câu dẫn lôi kiếp. Lôi kiếp của thiên giới đáng sợ vô cùng, hơn xa vô sĩ thân dương kỷ như ngươi có thể ngăn cản." "Minh Tôn, ngươi sao không nói sớm?" Diệp Húc cười khổ, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy kiếp vân trên đỉnh đầu của hắn đã ngưng tụ thành hình, vô số thiên lôi hóa thành những đầu lôi long, dương nanh múa vuốt du động trên không trung. Những lôi điện chi long này cấu kết rậm rạp với nhau, hình thành một tòa cung điện nguy nga, giống như hàng tỷ lôi đình tạo thành lôi kiếp thiên cung vậy. Tòa lôi kiếp thiên cung này có một tấm biển viết ba chữ Long Hán Cung, trong cung dường như có thần vương ở tại thế, tản mát ra khí tức khủng bố tới cực điểm. Khí tức mạnh mẽ so với cao thủ tam tướng cảnh Đinh Phóng còn mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Đây là khí tức của thiên kiếp, chất chứa năng lượng rất mạnh, xa xa vượt qua lôi kiếp nên có. Đây là Long Hán Thiên Kiếp. Diệp Phúc rốt cuộc cảm nhận được vì sao Tống Cao Đức nói vạn kiếp vô lượng tâm kinh tu luyện tới hậu kỳ càng ngày càng khó, tỷ lệ tử vong sẽ càng ngày càng cao. Hiện giờ lôi kiếp của hắn đã khủng bố như vậy, tương đương với cao thủ tam tướng cảnh đại kiếp nạn, mà trong Thái Hoàng Thiên lôi kiếp uy lực lại càng thêm dũng mãnh, thậm chí hóa thành lôi kiếp thiên lôi cung dẫn phát Long Hán Thiên Kiếp. Long Hán Thiên Kiếp căn bản không phải là lôi kiếp có khả năng xuất hiện
khi hắn ở cảnh giới này, mà là trong địa phương đặc thù như Thái Hoàng Thiên. Thiên kiếp trải qua khí tức thiên đế, thêm vào uôn lực trở mình mấy lần. Cửu chuyển nguyên công, vạn pháp vạn kiếp, công đức vô lượng. Diệp Húc trầm giọng hét lớn, đủ loại tâm pháp vận chuyển, vạn kiếp tâm kinh và nguyên công hộ thể, sau đầu dưỡng dục lên ba đạo công đức kim lân, lập tức lại tới khởi Di La Thiên Địa Tháp, sau đó nuốt bảo tháp này vào, chấn áp thân thể. Phía sau hắn, ong một tiếng, một vòng mặt trời chói chang hiện lên, hào quang rực rỡ vô cùng, một cỗ khí tức phóng lên trên cao, thuần dương khí trụ càng thêm thô to, oanh kích Long Hán Thiên Cung, cứng rắn chống lại Long Hán Thiên Kiếp. Răng rắc một tiếng, bên trong Long Hán Thiên Cung đột nhiên một đầu lôi long nhảy ra, rung đùi đắc ý, dương nanh múa vuốt, giơ vuốt chụp xuống. Chỉ thấy thuần dương khí trụ của Diệp Húc nổ tung thành từng mảnh, khí trụ nghìn dặm này sụp đổ ngay trên đỉnh đầu của Diệp Húc. Long chảo hạ xuống, giơ nhẹ một cái chụp lên đầu của Diệp Húc, chỉ nghe thấy thanh âm răng rắc vang lên, rõ ràng long chảo muốn bóp nát đỉnh đầu của Diệp Húc. Long Hán Thiên Kiếp rất hùng hãn, Bạch Tam Hiên không khỏi biến sắc. Một lôi long chảo này tuyệt đối có thể làm cho một đầu đại vu tam thần cảnh nguyên thần kỳ bị bóp tan xương nát thịt. Không biết Diệp huynh có thể ngạnh kháng được thiên kiếp này hay không. Tuy nhiên, nói gì thì nói, Diệp huynh tu luyện tâm pháp gì, sao ta khi đột phá lại không gặp được thiên kiếp như vậy? Trong lòng của hắn khó hiểu ngẫm nghĩ. Người nếu như làm nhiều chuyện xấu hơn cũng sẽ bị sét đánh kìa. Già La Minh Tôn ồ mồm nói. Rầm rầm. Lôi long chảo kia căn bản không thể bóp nát được đầu của Diệp Húc, ngược lại đột nhiên nổ tung, long chảo đứt ra thành từng khúc. Long Hán Thiên Kiếp sao? Để cho ta xem ngươi có thể phá vỡ thân thể của ta được không đấy. Diệp Húc ngẩng đầu há mồm hút một cái, chỉ thấy lôi long này không tự chủ được vì hắn hút một ngụm vào trong bụng. Bạch Nam Hiên thấy thế chẳng mắt chút nữa thì rớt xuống dưới. Trong cơ thể lôi long ẩn chứa một điều lôi sát, lại bị Diệp Húc một ngụm nuốt hoàn chỉnh lôi long này, thậm chí ngay cả lôi sát cũng bị hắn nuốt ngay vào trong bụng. Trong cơ thể của hắn lập tức truyền tới tiếng nổ rầm rầm. Bạch Tam Hiên và Già La Minh Tôn hai người nhìn thấy bụng hắn rõ ràng bên trong đang nổ bùng bùng. Hiển nhiên là do hắn nuốt lôi long, lôi điện lực khủng bố bùng nổ bên trong cơ thể, làm cho hắn phải cố gắng mà chống đỡ. Hành động này cực kỳ nguy hiểm, nếu thân thể Diệp Húc không đủ mạnh mẽ, lôi long và lôi sát dễ dàng làm cho hắn tan xương nát thịt. Nguyên công vận chuyển. Diệp Húc luyện hóa lôi long, lôi điện lực, mượn lôi long lôi sát tới rèn luyện thân thể của mình, nâng cao tu vi cửu chuyển nguyên công. Hắn lập tức nhảy dựng lên, đánh tới Long Hán Cung giữa không trung, mỉm cười nói. Ta ngược lại muốn nhìn xem trong Lôi Hán Thiên Cung có thần vương hay không đây. Long Hán Thiên Kiếp không thể tính là không mạnh, thậm chí nó có tiến hóa ra một tòa Long Hán Thiên Cung, mơ hồ có chứa khí tức của thần vương. Tòa Long Hán Thiên Cung này dường như đối với hành động dám phản kháng thiên kiếp của Diệp Húc mà cực kỳ phẫn nộ. Trong cung, hàng trăm đạo lôi long lao ra, ngang trời giống giận, long ngâm, long giống không dứt bên tai, đánh thẳng tới Diệp Húc. Mấy trăm đầu lôi long này bay múa đầy trời, mỗi một đầu lôi long đều có một lôi sát bên trong cơ thể. Đây là do bên trong mảnh vỡ thiên giới có thêm khí tức của thiên giới, khiến cho lôi kiếp tăng cường lên mấy lần. Mấy trăm đầu lôi long này rảo sát tới, thậm chí khí thế ép tới hư không sụp đổ, xuất hiện một vết sâu rõ ràng. Loại uy thế này khiến cho Bạch Tam Hiên sắc mặt kịch biến, thậm chí ngay cả Già La Minh Tôn cũng không khỏi đổ mồ hôi lạnh thay cho Diệp Húc. Diệp lão đệ, nếu ngươi không được mà nói, không cần miễn cưỡng. Loại trình độ Long Hán Thiên Kiếp này đối với đại tôn ta mà nói chỉ là cái lông mao mà thôi. Già La Minh Tôn kêu lên. Minh Tôn yên tâm, Long Hán Thiên Kiếp đối với ta mà nói cũng không tính là cái lông gì cả. Diệp Húc cười ha hả, chỉ thấy hàng trăm đầu lôi long quay chung quanh hắn, hoặc là quấn, hoặc là thắt cổ, hoặc là cắt xé, hoặc là cắn. Thậm chí còn có hơn trăm đầu lôi long ở bên ngoài đều phun ra sấm sét vô tận, bùng nổ về phía Diệp Húc. Còn có không ít lôi long há mồm phun ra lôi chỉ như nước, ý đồ muốn luyện chết Diệp Húc. Công kích của chúng nó rất mạnh, mỗi một lần công kích đều muốn xé rách không gian, xuất hiện ra từng vết rách nho nhỏ. Thu lại hết cho ta. Bên trong mấy trăm lôi long này đột nhiên một vầng trăng sáng mềm rũ đột nhiên dâng lên. Diệp Húc tay niết U Thiên Thần Vương độ ách cấn, giống như U Thiên Thần Vương từ U Thiên Thần Giới giáng lâm. Lòng bàn tay của hắn dâng lên một vòng trăng sáng, làm mấy trăm đầu lôi long bị thu hết vào trong lòng bàn tay của hắn. Diệp Húc lập tức há mồm nuốt vầng trăng sáng này vào trong bụng. Đại Nhật Thần Dương cửu chuyển nguyên công luyện hóa hết thảy.
Diệp Húc lấy Di La Thiên Địa Tháp trấn áp thân thể, thúc dục Đại Nhật Thuần Dương Vô Cực Kinh và Cửu Chuyển Nguyên Công, làm cho hai loại tâm pháp này vận chuyển tới tốc độ cực hạn. Ngay lập tức luyện hóa hết thảy mấy trăm đầu lôi long và lôi sắt này. Cửu Chuyển Nguyên Công của hắn được nâng cao cực kỳ nhanh chóng, cường độ thân thể liên tiếp được kéo lên. Phải biết rằng một lôi sắt cũng đủ cho một vô sĩ tam dương cảnh bình thường tể lễ đi lôi hệ tạp chất bên trong nguyên thần nguyên thai, nâng cao thân thể cường độ. Mà Diệp Húc lần này không ngờ một ngụm nuốt mấy trăm đạo, dùng mấy trăm đạo lôi sắt và lôi long tể lễ, hiệu quả thực là không thể tưởng tượng. Càng nhiều lôi long đánh tới, bị Diệp Húc thu lại hết vào trong lòng bàn tay, cắn nuốt luyện hóa hết thảy. Long Hán Thiên Kiếp càng ngày càng lớn, lôi long bay ra khỏi Long Hán Thiên Cung càng ngày càng nhỏ, nhưng lại làm cho Diệp Húc càng ngày bị áp lực khủng mạnh hơn. Lôi long chỉ có dài ngắn hơn 3 trượng, dĩ nhiên có thể uy hiếp tới thân thể của hắn, lưu lại từng đạo vết thương trên thân thể của hắn. Dầm! Mấy trăm đầu lôi long chỉ lớn nhỏ có 3 trượng đồng loạt ra tay, nhất tề sử dụng móng vuốt của mình muốn đánh nát U Thiên Thần Vương Độ Ách Cấn. Những lôi long này giống lên, chỉ thấy một đầu lôi long xẹt xẹt chui vào bên trong thân thể của hắn. Trong chớp mắt, mấy trăm đầu lôi long hết thảy chui vào bên trong cơ thể Diệp Húc. Chúng chui lủi bên trong cơ thể của Diệp Húc, dường như muốn phá hủy hoàn toàn thân thể hắn, hoàn toàn phá hủy. Càng nhiều lôi long từ trong Long Hán Thiên Cung bay ra, tất cả đều nhốn nháo chui vào bên trong cơ thể. Thời gian dường như tạm dừng trong tích tắc. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. 10 ngón tay của Diệp Húc đột nhiên nổ tung, máu thịt văng ra khắp nơi, bùng nổ theo ngón tay kéo dài ra. Hai tay của Diệp Húc đều bị nổ tung, toàn thân nổ tung. Sau đó, dấy lên lôi hỏa hừng hực, tiếng nổ mạnh liên tục không dứt bên tai. Trong nháy mắt, tất cả lôi long chui vào trong cơ thể hắn tự nổ tung, làm cho thân thể hắn nổ nát. Sau một lúc lâu, lôi hỏa thiêu đốt gần như không còn, chỉ còn lại một ngọn lửa hình người màu trắng lơ lửng trên không trung. Bạch Nam Hiên nhìn xem vào kinh tâm động phách, run giọng nói: Diệp huynh, chẳng lẽ đã... Già Lam Minh Tôn lắc đầu nói: Hắn là không chết, tiểu tử này mà chết khẳng định một đống bảo bối từ trong không trung rơi xuống, tới lúc đó người muốn nhặt cũng không nhặt kịp đâu. Long Hán Thiên Kiếp thật là lợi hại, dưới một kích liền hủy diệt đinh nguyên thai bất tử chân thân của ta, vạn kiếp vô lượng, chư thiên thập đạo hết thảy đều không thể ngăn cản. Thanh âm của Diệp Húc từ trong ngọn lửa màu trắng xâm xâm kia truyền ra, chỉ thấy một bộ xương khô chậm rãi đi ra khỏi ngọn lôi hỏa. Trong lồng ngực bộ xương khô có một tòa bảo tháp 9 tầng đang xoay tròn chuyển động bên trong, chấn thủ trái tim của hắn. Những lôi long bùng nổ cũng không ảnh hưởng tới trái tim của hắn. Phía trên xương trắng vô số màu thịt điên cuồng sinh trưởng, hóa thành huyết quản, mạch máu, phế phủ và tràng vị, sau đó nhanh chóng sinh trưởng ra làn da, trở lại bộ dạng của Diệp Húc như cũ. Diệp Húc tâm niệm vừa động, quần áo màu lam xuất hiện tự động chụp lên thân thể của hắn. Hắn dường như tắm lôi mà tái sinh, làm cho toàn thân được cải tạo lại một lần. Lúc này trong thân thể của hắn còn hùng mạnh hơn lúc trước không biết bao nhiêu lần. Ta tu luyện tới nguyên thai bất tử, loại lôi kiếp này còn không thể nề hà được ta. Ta ngược lại muốn nhìn xem là Long Hán Thiên Kiếp lợi hại hay là Chư Thiên Thần Vương Công Đức Cấn của ta lợi hại đây. Diệp Húc xuất ra một bàn tay to, trong lòng bàn tay một vòng dương thiên thần giới dâng lên, chụp thẳng tới Long Hán Thiên Cung. Tòa Long Hán Thiên Cung do lôi kiếp ngưng tụ thành này va chạm với dương thiên thần vương diệt kiếp ấn của hắn, lay động kịch liệt. Vô số cung điện được xây dựng bằng lôi long vỡ vụn ra, trở thành lôi điện lực và lôi sắt khí thần túy như cũ. Tòa Long Hán Thiên Cung này không ngờ bị một chiêu ấn pháp của hắn đánh nát một góc cung điện. Diệp Húc trợn mắt há mồm hút một cái, chỉ thấy lôi điện lực và lôi sắt khí cuồn cuộn như thủy triều dũng mãnh tiến vào trong cơ thể của hắn. Hiện tại mỗi một hạt thật nhỏ bên trong cơ thể đều đã là lôi lực không ngừng rèn luyện thân thể hắn, khiến cho cửu chuyển nguyên công của hắn tăng trưởng với tốc độ khủng bố, thân thể ngày càng mạnh. Trong lòng Diệp Húc mừng rỡ, lập tức nâng tay lại xuất ra một thức dương thiên thần vương diệt kiếp ấn, hung hăng đệm xuống Long Hán Thiên Cung. Lại vào lúc này, một cỗ khí tức kinh khủng từ trong Long Hán Thiên Cung trào ra, dường như bên trong có một tồn tại đối với chuyện hắn cả gan làm loạn độ kiếp không theo lẽ thường cực kỳ tức giận. Long Hán Thiên Cung rầm rầm một tiếng phân giải, hóa thành lôi đình vô cùng vô tận. Chỉ thấy bên trong lôi đình một thân hình hùng tráng cao lớn dần dần hình thành. Người này thân ảnh cũng không phải là thực chất, mà là lôi đình và lôi sát hình thành ra một ảo ảnh. Hắn dường như đứng ở trên 9 tầng trời nhìn xuống Diệp Húc, giống như đang nhìn một con kiến dám phạm thượng vậy. Thân hình của hắn cực kỳ hư ảo, thấy không rõ bộ mặt, nhưng lại có một loại khí độ, khí tức độc đáo, giống như hắn là thần vương cao cao tại thượng, trưởng quản lôi đình. Tâm niệm vừa động liền có thể diệt sạch sẽ thương sinh.
Bạch Nam Hiên hai người đều ngây dại. Già La Minh Tôn ngơ ngác nhìn bóng dáng này, lẩm bẩm nói: chẳng lẽ là hóa thân của thần vương chân chính tầng trời xuất hiện, tính toán tiêu diệt Tiểu Diệp Tử sao? Không, không đúng. Lôi kiếp là hình thành ở trên Thái Hoàng Thiên giới, đây hẳn là tàn niệm của thần vương đã bị Thái Hoàng Thiên hủy diệt. Khi thiên kiếp xuất hiện, dẫn động đạo tàn niệm này. Minh Tôn, trong họa cuốn của ta cũng không có ghi lại về thần vương này. Bạch Nam Hiên lẩm nhẩm bức họa cuốn một lần nữa, lập tức khép lại, ngẩng đầu nói: sư tôn giao cho ta họa cuốn này, bao hàm toàn diện, từ cửu thiên dưới thập địa, cái gì cũng có cả. Tuy nhiên lại không có ghi lại bất kỳ cái gì về xuất thân của thần vương này. Xem ra cái vị hóa thân thần vương này đích thực là tồn tại trước khi viễn cổ lục đạo tan biến. Hơn phần nữa là một lũ tàn niệm của thần vương thống trị Thái Hoàng Thiên trước kia. Diệp lão đệ, lần này đụng phải đại vận, cũng không có việc gì xảy ra. Đi độ kiếp bên trong Thái Hoàng Thiên, lại tự nhiên chọc giận tàn niệm thần vương Thái Hoàng Thiên. Lần này hắn vui rồi đây. Già La Minh Tôn vui sướng khi người khác gặp họa cười nói. Hư ảnh thần vương Thái Hoàng Thiên kia hơi hơi lay động, bước về phía trước một bước. Thân hình của hắn dường như cộng hưởng kỳ lạ với Bắc Hải Bí cảnh này vậy. Toàn bộ Bắc Hải Bí cảnh dường như ầm ầm lay động một chút, khí tức khủng bố vô cùng. Đây cũng là giờ phút độ kiếp uy lực không lớn. Nếu hắn độ đại kiếp nạn vô hoàng, chỉ sợ thần vương Thái Hoàng Thiên này cũng sẽ có thực lực như vô hoàng. Bất kỳ kẻ nào đều không thể kháng cự, thậm chí chỉ bằng khí tức thôi liền có thể áp chết tuyệt thế cường giả như là Già La Minh Tôn này. May mắn chính là Diệp Húc độ Long Hán Thiên Kiếp, tuy nhiên mới đặt tới tam tướng cảnh. Hơn nữa Long Hán Thiên Kiếp uy lực đã tiêu hao không ít, không có khiến cho thần niệm thần vương đạt tới trình độ không thể kháng cự. Xem ra sau này thật sự không thể ở đại địa phương kiểu như tàn phiến của thiên giới này tu luyện vô lượng tâm kinh, chỉ cần hơi vô ý thôi sẽ gặp phải tồn tại trong chốn u minh rồi. Trên trán Diệp Húc chảy xuống từng giọt mồ hôi lạnh. Tàn niệm thần vương Thái Hoàng Thiên này tập trung lực lượng Long Hán Thiên Kiếp của hắn, ngưng tụ thành hóa thân mạnh mẽ thái quá, quả thực là khiến cho hắn sinh ra tâm lý không thể chống cự. Đây là một loại áp lực tâm linh, thần vương như thiên trưởng khống một phương thiên giới, làm cho người ta khó có thể kháng cự được. Hóa thân thần vương Thái Hoàng Thiên chậm rãi nâng tay phải lên, nắm thành một loại thủ ấn kỳ lạ. Diệp Húc lập tức cảm thấy một loại thiên địa như ở trong khống chế của hắn, trong lòng bàn tay dường như dâng lên một Thái Hoàng Thiên giới đầy đủ. Một kích này uy lực đã khủng bố tới cực điểm. Đây là một loại chư thiên thần vương công đức ấn khác, chỉ sợ tồn tại như bản hoàng cũng chưa từng học được qua ấn pháp này. Tới đây, tới đây đi. Diệp Húc mở miệng quát lớn, triển khai toàn bộ thực lực của mình. Mái tóc đen bay lên, bước một bước hướng tới tàn niệm thần vương Thái Hoàng Thiên. Phía sau hắn, một pho tượng đồng nhân hiện ra. Đồng nhân này chính là những đồng nhân mà Thái Tử Sơ luyện chế, đều là tam tướng chi bảo. Những đồng nhân này vốn đã tổn hại, tuy nhiên Diệp Húc cũng tinh thông đô thiên thập nhị thần sát, lúc này đã chữa trị hết thảy đồng nhân. Mỗi một pho tượng đồng nhân đi vào trong cơ thể hắn, khiến cho hắn có thể thúc giục thập nhị đô thiên thần sát đại trận ngay trong cơ thể của mình. Khí thế Diệp Húc càng ngày càng bành trướng, nhìn thẳng vào tàn niệm thần vương Thái Hoàng Thiên, chống lại một lũ tàn niệm của thần vương. Mặt trời chói chang trong tay của hắn dâng lên, hướng tới ấn pháp của Thái Hoàng Thiên thần vương nghênh đón. Hắn quát lớn: năm xưa ngươi là thần vương, đáng tiếc hiện giờ đã không phải vậy, thân ngươi sớm chết chỉ là một tàn niệm, vẫn là giao cho ta đi thôi. Chỉ cần ta cắn nuốt luyện hóa thần niệm của ngươi, liền có thể học được công thức chư thiên thần vương công đức cấn này. Ngươi chết đi. Già La Minh Tôn và Bạch Nam Hiên nhìn chằm chằm vào một lũ hóa thân của thần vương Thái Hoàng Thiên. Chỉ cần tình huống có hơi chút không đúng, hai người sẽ lập tức ra tay mà không chút do dự gạt bỏ lũ hóa thân này. Bạch Nam Hiên thực lực mạnh mẽ vượt xa cùng thế hệ, chỉ kém hơn Diệp Húc một chút đã có thể vượt cấp khiêu chiến đại vua tam thần cảnh. Mà Già La Minh Tôn lại là lão cổ đồng ở hàng cổ ma vực, là đại minh tôn vương của Diêm La Ma Điện năm đấy. Chỉ cần một mình hắn ra tay cũng có thể gạt bỏ lũ thần niệm thần vương này dễ dàng. Tuy nhiên hai người lại không có lập tức ra tay mà là chờ đợi. Trong mắt bọn họ, thực lực Diệp Húc tuy rằng mạnh mẽ, nhưng so với một lũ tàn niệm còn sót lại của thần vương, xa xa mới bằng được, thua là điều tất nhiên. Chỉ cần Diệp Húc lộ ra hiện tượng thất bại là lúc bọn họ nghĩ cách cứu viện. Lúc này Diệp Húc đã được đô thiên thập nhị thần sát thêm vào cơ thể, trong cơ thể lực lượng liên tiếp kéo lên, đạt đến trạng thái đỉnh phong trước nay chưa từng có. Cùng lúc đó, Di La Thiên Địa Tháp trong cơ thể hắn không ngừng dũng mãnh hấp thu thuần dương khí.
không ngừng dung nhập vào thân hình và nguyên thai nguyên thần của hắn. Sau đó được Đại Nhật Thần Vương Vô Cực Kinh thúc dục, quần cuộn không ngừng chuyển hóa thành tu vi. Hiện giờ thực lực của hắn dĩ nhiên đã vượt qua Thái Tử Sơ, so với Thái Tử Sơ lúc trước còn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Trong lòng bàn tay của hắn, một vòng sáng mặt trời chói chang dâng lên. Bên trong mặt trời chính là Dương Thiên Thần Giới, so với trước đây càng thêm sáng tỏ hơn. Dầm! Khí hỗn độn tràn ngập vào bên trong Dương Thiên Thần Vương trong lòng bàn tay của hắn, làm cho người ta có một loại cảm giác như thế giới sắp bị hủy diệt vậy. Đây là Đô Thiên Thần Sát Đại Trận thúc giục Dương Thiên Thần Vương diệt kiếp ấn, khiến cho uy lực của ấn pháp bạo tăng. Mà hóa thân tàn niệm Thái Hoàng Thiên Thần Vương lại là sử dụng Thái Hoàng Thiên Giới trong lòng bàn tay bằng lô đình rậm rạp. Trong lô đình sức sống bừng bừng, lô đình như diều lớn từ trong hư không hạ xuống. Mỗi một đạo lô đình đánh xuống liền có một trích viễn cổ cự thú sinh ra, sinh sản sinh sôi trong Thái Hoàng Thiên Giới ở trong lòng bàn tay của hắn, dường như là khai thiên lập địa, vạn vật tiến hóa, trọng tạo thiên địa vậy. Chiêu ấn pháp có tên rất kêu Thần Vương Khai Thiên Ấn, có được quy lực khai thiên lập địa, diễn hóa chúng sinh. Thái Hoàng Thiên Giới trong lòng bàn tay Thần Vương hình dạng giống như một cái diều khai thiên rất lớn. Thương Thiên Hậu Thổ bên trong phủ, mỗi lần nhiều ra một đầu cự thú, lực lượng của phủ lại tăng lên nhiều, khiến cho thực lực của hắn cũng không ngừng được kéo lên. Hai loại công đức cấn gặp nhau, cự phủ đánh xuống, răng rắc một tiếng, chui vào bên trong Dương Thiên Thần Vương, bổ ra cả hỗn độn. Một phủ này đánh xuống giống như linh dương treo sừng, không chút tì vết để tìm kiếm, ẩn chứa nhận thức và lý giải sâu sắc về vu pháp. Rõ ràng nó đứng ở một độ cao độ mà thường nhân khó có thể tưởng tượng được, đem nhận thức và lý giải hóa thành khai thiên cự phủ, khai thiên lập địa, làm cho người ta không thể né tránh, chỉ có thể đón đỡ. Thái Hoàng Thần Vương Khai Thiên Ấn uy lực cực mạnh, Dương Thiên Thần Vương Diệt Kiếp Ấn cường điệu uy năng, lấy khí thế to lớn mà đè sụp đối thủ. Thần Vương Khai Thiên Ấn lại cường điệu về sắc bén, một phủ đánh xuống khai thiên lập địa. Chỉ thấy Dương Thiên Thần Vương Diệt Kiếp Ấn của Diệp Húc gần như bị Khai Thiên Ấn chém thành hai nửa. Dương Thiên Thần Giới ở trong lòng bàn tay ầm ầm phá nát, chỉ nghe thấy xẹt xẹt một tiếng, mi tâm của hắn vỡ ra một vết máu, đầu gần như bị giãn nứt. Một cỗ khí tức mạnh mẽ nhảy vào trong tử phủ của hắn, giống như cự phủ tính toán bổ đôi tử phủ của hắn ra. Cùng lúc đó, vòng nguyên thai thật lớn phía sau lưng Diệp Húc răng rắc một tiếng nứt ra. Chỉ thấy phủ quang bổ tới nguyên thai chói chang như vòng mặt trời, chém lên thân ngọc thụ, gần như chặt đứt ngọc thụ. Mà trong cơ thể của Diệp Húc, từng pho tượng đồng nhân chấn áp cơ thể hắn cũng xuất hiện những vết nứt rộng, giống như bị một phủ lớn bổ thẳng xuống đỉnh đầu vậy. Di La Thiên Địa Tháp cũng lọt vào nghiêm trọng của Thái Hoàng Thần Vương Khai Thiên Ấn. Tuy nhiên, tòa bảo tháp này uy năng rất mạnh, năng lực khôi phục là kinh người. Cự phủ đánh xuống chỉ lưu lại một đạo vết ngấn ở trên thân tháp, lập tức dấu vết cũng nhanh chóng biến mất, cũng là bị Di La Thiên Địa Tháp tự mình chữa trị lại nhanh chóng. Một thức Khai Thiên Ấn của Thái Hoàng Thần Vương này không chỉ bổ ra Diệt Kiếp Ấn của Diệp Húc, đồng thời tính toán bổ vỡ tử phủ nguyên thần thân thể của hắn, phá hủy vu bảo của hắn, chém hắn ra thành hai đoạn. Thất khiếu của Diệp Húc chảy máu, thân hình bách huyệt chấn động không ngừng. Trong huyệt khiếu, một cỗ tinh khí phóng lên trên cao. Đây là do hắn không địch lại được lũ tàn niệm của Thái Hoàng Thần Vương, cho nên tinh khí trong cơ thể bị chấn bay ra ngoài. Trở về! Diệp Húc tức giận quát lớn một tiếng, tinh khí trôi đi rít gào cuốn trở về, lại dũng mãnh cuốn vào bên trong thân thể hắn, khiến cho hắn khôi phục lại trạng thái toàn thịnh. Cùng lúc đó, nguyên thai và nguyên thần ngọc thụ đã cấp tốc khôi phục. Mà lúc này, Thái Hoàng Thiên Thần Vương cầm cự phủ ở trong tay cũng lọt vào phản kích của Dương Thiên Thần Vương Diệt Kiếp Ấn, từng tấc một bị chấn vỡ. Bên trong Thái Hoàng Thiên Giới, trong cự phủ, vô số cự thú bị chấn cho tan xương nát thịt, mặt ngoài phủ bị chấn rách tung tóe, không còn lực đánh xuống tiếp nữa, cũng không thể bổ đôi Diệp Húc ra được, không thể chặt đứt nguyên thần của hắn. Lại tới, Diệp Húc lại thi triển Dương Thiên Thần Vương Diệt Kiếp Ấn, mà Thái Hoàng Thiên Thần Vương hai mắt trống rỗng, vẫn nhìn hắn giống như một con kiến như trước vậy. Hắn cũng thi triển lại một thức Thần Vương Khai Thiên Ấn, một búa đánh xuống. Trên không trung, Diệp Húc và một lũ tàn niệm Thái Hoàng Thiên Thần Vương không ngừng đánh loạn, lấy cứng chọi cứng. Mấy lần hắn gần như bị Khai Thiên Ấn bổ đôi người ra, nguyên thần nguyên thai gần như đều bị bổ nứt, nhưng ỷ vào năng lực khôi phục không gì sánh nổi, đã khôi phục lại trạng thái toàn thịnh. Biến thái! Bạch Nam Hiên ngẩng đầu nhìn lại, không khỏi biến sắc mặt, lẩm bẩm mà nói: Minh Tôn, năng lực khôi phục của Diệp huynh vượt xa vũ sĩ bình thường, phải đối phó như thế nào đây? Già La Minh Tôn nét mặt già nua cũng không khỏi biến sắc, suy tư một lát trầm giọng nói:
Chỉ có một biện pháp, đó là một chiêu giết chết hắn ta, khiến hắn không có cơ hội để khôi phục. Nếu ngươi không thể một chiêu giết được hắn, vậy lập tức chạy trốn, nếu không tiếp tục đánh tiếp, hắn sẽ giết chết ngươi. Bạch Nam Hiên liên tục gật đầu. Diệp Húc thực lực cực kỳ hùng mạnh, năng lực khôi phục lại kinh người như vậy. Nếu một chiêu không thể giết được hắn, cho dù là xuất ra 100.000 chiêu chỉ sợ cũng không thể giết được hắn. Bởi vậy, chiến đấu càng dai dẳng, hắn càng có nhiều phần thắng hơn. Chiến đấu trên không trung đã tới hồi gây cấn, tàn niệm của Thái Hoàng Thiên Thần Vương chỉ là năng lượng của Long Hán Thiên Kiếp mà Diệp Húc đưa tới. Long Hán Thiên Kiếp này đã tiêu hao non nửa năng lượng thức rồi. Lúc này lại đối cứng với Diệp Húc, năng lượng xói mòn càng nhiều, uy lực cũng không lớn như trước. Hiện giờ Diệp Húc đã có thể thong dong tiếp được Thái Hoàng Thiên Thần Vương khai thiên ấn của hắn. Người chết đi! Diệp Húc bùng lên, trong mắt vầng mặt trời chói chang đại phát đảo quang, âm ầm một tiếng chụp thẳng vào cự phủ, hung hăng nện lên trên người của Thái Hoàng Thiên Thần Vương. Chỉ thấy hóa thân thần vương này âm ầm một tiếng tan nát, hóa thành lô long đầy trời. Dung nhập vào trong thân thể của ta đi! Diệp Húc cười ha hả, há mồm hút một cái, chỉ thấy lô long đầy trời chen chúc nhau vào bên trong miệng hắn, bị hắn nuốt ngay vào một ngụm. Ăn con bà nó, tiểu tử này cũng dám ăn cả tàn niệm của Thái Hoàng Thiên Thần Vương sao? Già La Minh Tôn trong mắt trợn tròn xoe, giống như hai quả cầu máu, thất thanh mà nói. Diệp huynh, ăn uống thật tốt à! Bạch Nam Thiên không khỏi lộ ra thần sắc hâm mộ. Diệp Húc nhắm mắt ngưng thần, đứng ở lâu một chỗ, không động đậy. Trong cơ thể của hắn, vô số lôi long không ngừng bị luyện hóa, dùng để rèn luyện thân thể, khiến cửu chuyển nguyên công của hắn tiến bộ rất nhanh. Từng tầng đột phá, đột nhiên tăng mạnh. Thân thể hắn cất chứa rất nhiều lôi đình và lôi sát, nhẹ nhàng vừa động, sấm gió cùng phát, giống như một pho tượng lôi thần. Mà trong tử phủ của hắn, tàn niệm Thái Hoàng Thiên Thần Vương đang bị nguyên thai ngọc thụ của hắn vây quanh, không ngừng luyện hóa. Qua thật lâu sau, Diệp Húc mở to mắt, đột nhiên ba vòng công đức kim luân sau đầu của hắn phóng ra ánh sáng đen xì. Hắn mở tay phải ra, chỉ thấy trong lòng bàn tay một tòa thiên giới màu vàng chậm rãi hình thành một cự phủ lớn. Trong phủ nhật nguyệt luân hồi, lôi đình không ngừng hạ xuống, diễn xuất ra từng đầu viễn cổ cự thú. Đây là Thái Hoàng Thần Vương khai thiên ấn, bị hắn học được hoàn chỉnh từ công đức kim luân diệu bảo quyết thúc dục, uy lực cực kỳ hùng mạnh. Nếu chỉ so về lực công kích mà nói, còn thắng hơn một bậc so với Dương Thiên Thần Vương diệt kiếp ấn. Hắn thu hoạch không chỉ có như vậy, đánh một trận với tàn niệm của Thái Hoàng Thần Vương khiến cho tiềm lực của hắn phát huy vô hạn, không ngừng luyện hóa thuần dương linh khí, tu vi lại được nâng cao, gần như tới thân dương nhị phẩm đỉnh phong, bất cứ lúc nào cũng có thể bước vào cảnh giới tam phẩm. Vù! Diệp Húc phun ra một ngụm chọc khí, chỉ thấy vô số lôi đình từ trong miệng hắn phun ra, hóa thành nước lũ cuồn cuộn oanh tới xa xa. Chỉ nghe thấy một tiếng nổ lớn, hắn phun ra chọc khí làm cho nguyên một tòa núi nhỏ bị săn bằng oanh thành bột mịn. Đây là do lôi sát lôi đình tích xúc trong cơ thể hắn nhiều lắm, sau khi luyện hóa có tạp chất không thể hấp thu được, bị hắn phun một hơi ra bên ngoài cơ thể. Lão đệ, người thật biến thái! Già La Minh Tôn ngơ ngác nhìn tòa núi nhỏ kia, quay đầu lại nói. Diệp huynh đích xác rất biến thái. Bạch Nam Hiên tỏ vẻ đồng ý nói, nóng lòng muốn thử nói tiếp. Diệp huynh, hay là ngươi thử độ kiếp một lần nữa đi, đối kháng với hóa thân tàn niệm Thái Hoàng Thiên Thần Vương. Nói không chừng tu vi của ngươi sẽ tiếp tục đột phá tăng nhanh kìa. Diệp Húc lắc đầu phủ định chủ ý này, hắn cười nói. Ta mỗi một lần độ kiếp thì uy lực của kiếp số mạnh hơn rất nhiều. Nếu như tiếp tục đưa tới hóa thân Thái Hoàng Thiên Thần Vương, ta không có một chút nắm chắc nào cả. Kiếp số nâng cao thì sẽ hình thành uy lực khác nhau, thần vương hóa thân thực lực sẽ cao hơn không biết bao nhiêu lần. Hơn nữa cảm ứng với mảnh vỡ Thái Hoàng Thiên càng mạnh. Nếu như lôi kiếp của ta tiếp tục nâng cao mà nói, tiến hóa ra thần vương chỉ sợ rất nhanh sẽ gặp phải loại tuyệt đại cường giả như là Minh Tôn này. Già La Minh Tôn gật đầu nói đúng, trầm giọng nói. Không sai, hóa thân thần vương và Bắc Hải bí cảnh cảm ứng càng mạnh, thực lực càng mạnh, không thể đánh giá được hóa thân thần vương lúc sau xuất hiện sẽ có thực lực như thế nào. Tuy nhiên có thể khẳng định, nếu như Diệp lão đệ đưa thiên kiếp lên tới trình độ tam hoàng cảnh, phiến mảnh vỡ Thái Hoàng Thiên này, toàn bộ Bắc Hải bí cảnh chỉ sợ trong nháy mắt sẽ bị hắn luyện hóa, biến thành một pho tượng hóa thân Thái Hoàng Thiên Thần Vương. Tới lúc đó hắn phát ra một lũ khí tức liền có thể đè chết chúng ta rồi. Chuyện này không cần mạo hiểm thì vẫn là tốt hơn. Thái Hoàng Thiên Thần Vương tàn niệm trải rộng Bắc Hải bí cảnh, thuộc loại tồn tại trong u minh. Loại tồn tại thần bí này cho dù tử vong không biết bao nhiêu vạn năm cũng không dễ dàng mà trêu chọc được. Bắc Hải bí cảnh bí mật quá nhiều, bảo tàng cũng nhiều,
3 tháng làm sao có thể tìm tòi nơi này một lần được đây. Diệp Húc dương mắt nhìn xung quanh, chỉ thấy bọn họ thăm dò qua Bắc Hải biết cảnh chỉ là một sợi lông trên thân một con trâu mà thôi. Những nơi khác còn rộng lớn gấp cả trăm lần lãnh thổ một quốc gia cũng chưa bị thăm dò qua. Muốn cướp đoạt nơi này một lần, không có thâm niên trên dưới 100 năm là không thể được. Hắn đột nhiên tâm niệm vừa động, cười nói: Minh Tôn, lấy pháp lực của ngươi có thể nhấc được ngọn núi, con sông ở trong Bắc Hải biết cảnh này lên không? Tất nhiên là có thể. Già La Minh Tôn hiếu kỳ nói: Đem đi nơi nào vậy? Ý tưởng của Diệp Húc rất đơn giản, nếu không đủ thời gian tìm kiếm xung quanh Bắc Hải biết cảnh này một lần tìm bảo vật, vậy thì thu hết những gì ở đây, hết thảy đem đi, trước tiên biến thành của mình, sau đó chậm rãi tìm kiếm bảo bối trong đó sau. Bạch Nam Hiên nghe vậy, hai mắt không khỏi sáng lên, vỗ tay cười nói: Ý kiến hay, tuy nhiên yêu tộc ta không có ngọc lâu, chỉ có bức họa cuốn này thôi, bảo dưới bên trong nó chỉ sợ không chứa nổi mấy toàn núi lớn. Già La Minh Tôn lắc lắc đầu nói: Đại tôn ta trong tay cũng chỉ có quan tài này, thêm vào thiên khuyết chiến kích, trong quan tài có tiến khí nghệ hoàng, cái gì bỏ vào cũng bị xé vỡ, mà thiên khuyết chiến kích vì theo đuổi lực lượng, không có lưu cái gì gọi là bảo hồn giới ở trong đó cả. Diệp Húc cười tủm tỉm nói: Minh Tôn, Bạch huynh, các ngươi yên tâm, tiểu đệ cái khác không có, thế nhưng ngọc lâu bảo tháp thì nhiều, còn có một tòa Nam Thiên Môn, đừng nói là mấy tòa núi lớn, sông dài này, cho dù là thu hết toàn bộ Bắc Hải biết cảnh, tiểu đệ cũng có thể mang đi được. Già La Minh Tôn lập tức tỉnh ngộ, Diệp Húc có một tòa Nam Thiên Môn, tuy rằng không đạt tới trình độ có thể phong ấn chư thiên, nhưng Bắc Hải biết cảnh cũng không phải là thiên giới đầy đủ, mà là một mảnh vỡ Thái Hoàng Thiên, cho dù thu toàn bộ Bắc Hải biết cảnh vào Nam Thiên Môn, chỉ sợ cũng chẳng nhằm nhò gì cả. Đáng tiếc chính là cho dù là Già La Minh Tôn, lão quái vật tam bất triệt cảnh như vậy, cũng không có khả năng có pháp lực thông thiên như vậy, có thể khuân vác được toàn bộ Bắc Hải biết cảnh. Diệp Húc lấy ra ngọc lâu, Già La Minh Tôn động thủ ngay lập tức thi triển Tu La Thiên Quốc, nắm một tòa núi lớn lên nhét vào trong ngọc lâu của hắn. Thực lực của Già La Minh Tôn cực đoan mạnh mẽ, không có khôi phục tới thời kỳ toàn thịnh, liền có thể thu được cửa chính tức nhưỡng trong bàn hoàng lăng. Lúc này tu vi của hắn đã khôi phục, cho dù là núi lớn ở thiên giới Bắc Hải biết cảnh, hắn cũng có thể nhấc lên được, khiêng đi dễ dàng. Ba người một đường tiến lên phía trước, đi qua nơi này là những dãy núi lớn bị nhổ lên tận gốc, một con sông thiên giới cùng địa mạch hết thảy bị rút ra, gửi vào trong ngọc lâu của Diệp Húc. Thậm chí bọn họ còn phát hiện dưới dãy núi có không ít linh vật như địa sắt khí, không ít địa sắt khí cũng bị Già La Minh Tôn nắm lên. Thái Hoàng Thiên của cái quả thực là kinh người. Diệp Húc không khỏi cảm thán, địa sắt khí cực kỳ quý báu, cho dù là các đại thánh địa cũng không có bao nhiêu, cho nên đứng tông đạo khi nghe thấy Diệp Húc cần 36 loại địa sắt khí, thiên sắt khí, rèn luyện nguyên thần nguyên thai thì mới đánh trống lảng, không muốn cho hắn. Nhưng ở trong Bắc Hải biết cảnh này, ngắn ngủi vẹt 3 canh giờ, bọn họ đã tìm kiếm được hơn 20 địa sắt khí đầy đủ. Bạch Nam Thiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nơi bọn họ đi qua, lưu lại một phiến đất trống, phạm vi hơn ngàn dặm, trống không, không có một vật. Nơi chúng ta đi qua, không còn một ngọn cỏ, loại hành vi này giống như là của ma đầu gây nên thì phải. Hắn lẩm bẩm nói. Bạch Nam Hiên trẻ sinh tính tình phúc hậu, thành thật, chỉ là cảm thấy hành động của Già La Minh Tôn và Diệp Húc mơ hồ có chút không ổn. Tuy nhiên, không ổn ở nơi nào, hắn cũng không rõ ràng cho lắm. Gào! Già La Minh Tôn vừa mới nắm lên một tòa núi lớn, chỉ thấy trong núi đột nhiên có một viễn cổ cự thú, đầu như trâu, ngư rồng, đang ngẩng lên, đánh giá chung quanh, rồi đột nhiên nổi trận, gầm lên một tiếng. Tu La Thiên Quốc của Già La Minh Tôn không ngờ bị một giống này của nó chấn vỡ. Đây là một đầu viễn cổ cự thú, mạnh mẽ tới đáng sợ. Cái đầu rồng, thân hình như trâu, cường tráng vô cùng. Nó ngẩng đầu, giống giận không ngừng, chấn cho thân thể Diệp Húc và Bạch Nam Thiên, gần như bị văng ra tung tóe, nhất tề, ói ra một ngụm máu, mặt vàng như nghệ. Già La Minh Tôn đang muốn ra tay đánh chết đầu cự thú này, đột nhiên ra xa cũng chuyển tới tiếng gầm rú, tiếng hô như sấm. Chỉ thấy khói nổi lên bốn phương, một đầu cự thú ở sâu trong Bắc Hải biết cảnh cũng chạy tới như điên. Cự thú này khí thế long trời lở đất, oanh kích không trung làm cho nó rung rung lên không ngừng. Một đầu kim sĩ đại bằng điêu dẫn đầu lao tới, hai cánh mở rộng ra hơn 10 dặm, giống như hai phiến kim vân, móng vuốt chụp thẳng tới Già La Minh Tôn. Lại có một đầu cự ngạc cá sấu lớn ầm ầm chạy tới. Thân thể của nó dài hơn 10 dặm, không chút giải thích, xa xa phun ra một dòng nước lũ. Nơi dòng nước đi qua, vạn vật bị ăn mòn. Từng đầu cự thú nối đuôi nhau mà tới, hoặc là công kích cận thân, hoặc là xa xa phóng thích vô pháp. Tất cả đều hướng Già La Minh Tôn mà công đi, tràng diện khủng bố tới cực điểm. Mà đầu cự thú, long đầu ngưu thân kia đứng lên,
cầm cái đại chùy lớn như núi của mình lên, xoay một vòng, ném thẳng tới đầu của Già La Minh Tôn. Không thể nào! Già La Minh Tôn lập tức ngây người, nếu như bị nhiều cự thú vây công như vậy, cho dù hắn là ma tộc Đại Minh Vương Tôn, chỉ sợ cũng phải nuốt hận tại tràng. Lúc này, hắn bắt lấy Diệp Húc và Bạch Nam Hiên, xoay người chạy trốn, bão tát mà đi, cả giận nói. Đám khốn kiếp này, làm sao lại đối phó với lão tử như vậy? Minh Tôn ngươi, thu đi nhà của người ta, làm hại người ta không có chỗ ở. Những cự thú đó, không tìm ngươi thì tìm ai đây? Bạch Nam Hiên rốt cuộc tỉnh ngộ, nhỏ giọng nói. Già La Minh Tôn nổi giận, giận dữ nói. Rõ ràng là tên tiểu diệp tử khốn kiếp này, bảo tao làm, sao không đi tìm hắn ta đi? Diệp Húc đứng ở trên lòng bàn tay của hắn, cười nói. Những cự thú này không biết ta bảo ngươi làm, đương nhiên là đem tức giận lên đầu ngươi rồi. Mà không tốt, đầu kim sĩ đệ bằng điêu truy đuổi, Minh Tôn đi mau. Già La Minh Tôn nâng tay chụp một chưởng, chỉ thấy kim sĩ đệ bằng điêu bị một chưởng của hắn chụp bay ra xa trăm dặm, nhưng không có bao nhiêu thương tổn, chỉ đứt mấy sợi lông mao mà thôi. Nó chấn cánh mấy lần, lập tức liền đuổi theo. Thân thể của nó mạnh mẽ tới thái quá, ngay cả trường lực của Già La Minh Tôn cũng không thể làm cho nó bị thương được. Già La Minh Tôn không khỏi dùng mình một cái, vội vàng nhanh chân chạy như điên. Những viễn cổ cự thú đang đuổi theo này không có một con nào yếu hơn kim sĩ đại bằng điêu. Nếu bị chúng vây quanh, chỉ còn con đường chết. Ở phía sau, bọn họ từng đầu cự thú phẫn nộ gầm rú, ầm ầm truy đuổi. Diệp Húc nhìn xem mà kinh tâm động phách. Đem sông núi Bắc Hải bí cảnh đi là chủ ý của hắn, tuy nhiên hắn tuyệt không nghĩ tới hành động này lại khiêu khích nhiều loài vật tức giận đến như vậy, bị nhiều viễn cổ cự thú đuổi giết. Hiện giờ, cự thú đang đuổi theo bọn họ dĩ nhiên đã vượt qua hơn trăm đầu. Hơn nữa, ven đường còn có không ít cự thú từ trong núi rừng ló đầu ra ngoài, gia nhập vào bên trong hàng ngũ đuổi giết, khiến cho đội ngũ đuổi giết này càng ngày càng khổng lồ. Cũng may tốc độ của Già La Minh Tôn không chậm, chớp mắt 3.000 dặm, thực lực của hắn cũng rất mạnh. Cho dù là kim sĩ đại bằng điêu, cự thú, loài thú này hắn cũng có thể thông dong bước lui được. Tuy nhiên, những cự thú này tốc độ cũng không chậm, bọn họ không dễ dàng thoát khỏi đám cự thú này được, bị đuổi càng ngày càng gần hơn. Diệp lão đệ, sau này ngươi còn đưa ra lại chú ý này, đừng trách ta trở mắt. Già La Minh Tôn mệt chết đi được, thở hồng hộc cả giận mà nói. Diệp Húc cười gượng hai tiếng, lên tiếng. Điều này sao có thể chứ? Thiên giới sông núi rơi vào bên trong ngọc lâu của ta, khiến không gian ngọc lâu của ta mơ hồ có chút khí tức của thiên giới. Tuy rằng không thể nồng đậm bằng Bắc Hải bí cảnh, nhưng ta tu luyện trong ngọc lâu, tốc độ khẳng định nhanh hơn bên ngoài không ít đâu. Không nói tới bảo vật, trong đó bảo vật đã đủ chứng minh ý nghĩ của ta là không tồi rồi. Đó là chỗ tốt của ngươi ư? Chẳng có nửa điểm ích lợi gì cho lão tử cả. Già La Minh Tôn cắm đầu chạy như điên về phía trước, chớp mắt 3.000 dặm, tốc độ như phù quang lực ảnh, băng băng về phía trước. Diệp Húc và Bạch Nam Hiên chỉ thấy những dãy núi lớn thoáng qua hai bên, hiển nhiên vị Đại Minh Tôn Vương này đã đẩy tốc độ lên đến cực điểm rồi. Tuy nhiên, tốc độ của đám viễn cổ cự thú cũng không chậm chút nào, đuổi theo không nỡ bỏ, không ngừng phát ra tiếng giống cao vút, hô gọi bằng hữu, khí thế long trời lở đất. Đột nhiên, Già La Minh Tôn thân hình chậm lại, ngay cả Diệp Húc cũng cảm thấy một cỗ áp lực trầm trọng từ phương xa truyền tới. Đây không phải là uy áp của Thái Hoàng Thiên, mà là khí tức vô hạn trầm trọng như bầu trời đặt lên trên đỉnh đầu, khiến người ta không thể thở dốc. Nơi đó là... Diệp Húc ngơ ngác nhìn phía trước, chỉ thấy xa xa trên bình nguyên có một tòa thành lớn tọa lạc ở nơi đấy. Mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong toàn thành có vô số lầu cát, chiếm diện tích cả trăm dặm. Trong Bắc Hải bí cảnh, mảnh vỡ Thái Hoàng Thiên giới này, đột nhiên xuất hiện một tòa thành lớn như vậy, làm cho người ta không khỏi chực chực lên làm kỳ lạ. Đám cự thú kia truy đuổi tới đây đột nhiên dừng lại, không dám tiếp tục truy kích về phía trước nữa. Tòa thành lớn này dường như có một lực lượng thần bí trấn phục đám viễn cổ cự thú, khiến cho chúng nó không dám tới gần dù chỉ là một bước. Già La Minh Tôn dừng lại, thở hổn hển, ngẩng đầu mà nhìn lại. Trong mắt của hắn hào quang sáng rực lên, lộ ra thần sắc tham lam, cười ha hả nói: "Chẳng lẽ là thiên cung của thần vương Thái Hoàng Thiên này sao? Nếu không làm sao có thể trấn trụ được đám viễn cổ cự thú này đây?" Bạch Nam Hiên tế khởi bức họa cuốn của mình, lẩm nhẩm tìm kiếm lai lịch của tòa thành lớn này. Đột nhiên hắn cười ha hả nói: "Diệp huynh, Minh Tôn, tòa thành này không phải là thiên cung mà là hành cung của Nghệ Hoàng kiến tạo, là nơi Nghệ Hoàng nghỉ ngơi tạm thời sau khi săn bắn. Trên đây có nói Nghệ Hoàng đánh cắp quốc vận của đại hạ, trở thành cộng chủ thiên hạ, không để ý tới triều cương, đam mê săn bắn, thường xuyên cùng ái thê đi vào Bắc Hải bí cảnh mà săn bắn kìa." "Chẳng lẽ nói Bắc Hải bí cảnh là nơi săn bắn của Nghệ Hoàng sao?"
Diệp Phúc cảm thấy khó có thể tin được, lẩm bẩm mà nói: Bắc Hải Bích Cánh chính là một mảnh vỡ Thái Hoàng Thiên, mảnh vỡ thiên giới, thật không ngờ trở thành nơi săn thú. Vị vô hoàng này thực xa xỉ hơn mức bình thường. Già La Minh Tôn cười lạnh nói: Nếu không phải xa xỉ như vậy, làm sao bị Thiếu Khang đoạt lại ngôi vị hoàng đế đây? Có thể thấy được, nghệ hoàng này cũng là một vị hôn quân. Tuy nhiên, hắn lại là phúc tinh của lão tử ta. Hơn phân nữa, trong hành cung của hắn sẽ lưu lại cho đại tôn ta di sản nhiều vô kể. Nói không chừng cũng có thể có cấm bảo kìa. Diệp Phúc khẽ lắc đầu. Nghệ hoàng hành cung có bảo vật, hắn tuyệt đối tin tưởng. Tuy nhiên có cấm bảo hay không, hắn không tin chút nào. Ứng Tông Đạo, Thanh Đế Môn Chủ, đám người này 500 năm trước đã tới Bắc Hải Bía Cảnh. Nếu có cấm bảo mà nói, những lão quái vật này có thể kiềm chế được hay sao? Mà những người đứng đầu thánh địa khác hơn phân nửa cũng âm thầm tra xét qua Bắc Hải Bía Cảnh. Những người này không làm gì, chỉ phái ra cao thủ tiến tới. Hiển nhiên cũng không tin là có cấm bảo của Nghệ Hoàng giấu bên trong Bắc Hải Bía Cảnh này. Nếu thật sự có cấm bảo mà nói, những người đứng đầu các thánh địa khẳng định sẽ tự mình giáng lâm, thậm chí sẽ thúc giục cấm bảo của môn phái mình tiến tới tranh đoạt. Đột nhiên, bên trong tòa thành phía trước, một đạo tinh khí phóng lên trời cao. Trên không trung tòa thành lớn xuất hiện một pho pháp tướng lớn vô cùng. Nó há miệng giống giận một cái, huy quyền nện xuống. Hiển nhiên là một vị tam tướng cảnh cường giả gặp phải kình địch, thi triển ra thủ đoạn mạnh nhất của mình công kích tới đối thủ. Lại vào lúc này, trong thành đột nhiên một vầng trăng sáng dâng lên. Pháp tướng kia nện lên phía trên vầng trăng sáng, lập tức đánh nổ nát vầng trăng này. Diệp Húc liếc mắt một cái nhận ra đây là cao thủ Hàn Nguyệt Cung phái tới gặp phải cường địch, lọt vào công kích của cường giả tam tướng cảnh. Nhìn khí tức do pháp tướng phát ra, hắn là đệ tử của Vạn Kiếp Môn. Kiều Kiều hiện giờ là đệ tử của Hàn Nguyệt Cung, lần này cao thủ Hàn Nguyệt Cung giao thủ với người khác, tình huống không lạc quan cho lắm, ta nhất định phải tới giúp rồi. Diệp Húc ánh mắt chớp động cười nói: Minh Tôn, ngươi không thể xuất hiện ra ánh sáng được. Nếu ngươi xuất hiện, ta dám cam đoan mọi người sẽ cùng chung mối thù, cùng nhau hướng tới ngươi mà ra tay. Không bằng ngươi tránh trong ngọc lâu của tiểu đệ, để ta đi vào xem thế nào. Nghệ hoàng hành cung tới tuyệt cùng là có bộ dạng gì? Già La Minh Tôn gật đầu. Hàng cổ ma vực hoàng tộc có tiếng xấu, đối lập với tất cả chủng tộc của thế giới vô hoàng, chính là kẻ thù chung của tất cả các thánh địa. Nếu bị người phát hiện hắn là đại minh tôn vương hàng cổ ma vực, chư đại cao thủ thánh địa vây công, hắn tuyệt đối không thể sống mà thoát khỏi Bắc Hải Bí Cảnh. Hơn nữa, lúc này trong linh cứu thanh đăng còn có rất nhiều tiến khí của Nghệ Hoàng lưu lại. Già La Minh Tôn lúc này không có nơi dung thân, chỉ có thể trốn đi. Lão đệ, Nghệ Hoàng hành cung không biết có bao nhiêu bảo vật, làm sao có thể thiếu được đại tôn ta được? Già La Minh Tôn hai mắt màu đỏ xuất ra huyết quang, cười ha hả. Tránh ở trong ngọc lâu của ngươi, không biết ngươi thu lại ngọc lâu lúc nào, rất bất tiện. Không bằng đại tôn ta trốn trong tử phủ của ngươi, ta có thể mượn ánh mắt của ngươi quan sát bốn phía, bất cứ lúc nào cũng có thể lục soát thu đi bảo vật được. Đại tôn, ở trong tử phủ của ta, ngươi không thể tùy ý làm bậy, hỗn loạn được. Diệp Húc chỉnh sắc nói: Yên tâm, ta tự có chừng mực mà. Diệp Húc vươn một ngón tay nhẹ nhàng điểm vào mi tâm của chính mình, chỉ thấy mi tâm của hắn vỡ ra, lộ ra không gian tử phủ. Già La Minh Tôn thân hình vừa động, hình thể càng ngày càng nhỏ, đầu nhập vào bên trong không gian tử phủ của hắn, biến mất không thấy đâu nữa. Bạch huynh, chúng ta đi thôi, nhìn xem Nghệ Hoàng hành cung như thế nào. Diệp Phúc và Bạch Nam Hiên hai người chạy về phía tòa thành phía trước. Không quá lâu sau đã chạy tới bên cạnh thành, chỉ cảm thấy khí tức vô hoàng càng ngày càng nặng, chấn áp thân thể, nguyên thần, nguyên thai. Cho ngươi có một thân bản lĩnh, thế nhưng không phát huy ra được đến 6-7 thành. Lần này tiến vào Bắc Hải Bí Cảnh có rất nhiều cao thủ các thánh địa, mục đích khác với đám người Diệp Phúc. Bọn họ chính là vì của cải của Nghệ Hoàng, thẳng tới hành cung cướp đoạt bảo vật trong hành cung. Nghệ Hoàng thân là thượng cổ vô hoàng, đánh cắp quốc vận Đại Hạ Hoàng Triều. Hắn lưu lại hành cung, cho dù là tùy tiện đồ vật dùng hàng ngày, chỉ sợ cũng là bảo vật rất tốt. Mà ba người Diệp Phúc lại chạy chung quanh Bắc Hải Bí Cảnh cướp đoạt linh khí và tài liệu. Mấy thứ này trong mắt các cao thủ thánh địa cũng không phải là trọng yếu, còn sao mới bằng vu bảo quý báu do Nghệ Hoàng chính tay luyện chế. Nếu như không phải như thế, Diệp Phúc cũng không có khả năng dễ dàng lấy được kim tiến của Nghệ Hoàng. Hai người cũng không rảnh mà đánh giá cảnh trí bên trong thành. Diệp Húc và Bạch Nam Hiên thẳng đi tới nơi đệ tử của Hàn Nguyệt Cung đang gặp nạn kia.
Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 99 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Và cũng đã như mình thông báo, tập 99 này mình đọc thời lượng dài ra một chút. Và chỉ có một tập của tối nay thôi. Mình có chút phiền bận. Chúc mọi người nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.